bởi vì là um, khi mà mình mở quán ra ấy, thì có rất nhiều khi mà cái vấn đề nhân viên thì cũng là một vấn đề rất là khó khăn có những bạn mà nghỉ với những lý do mà mình là diễn viên hài mà mình vẫn phải cười luôn á thật sự là có những lý do mà nó rất là hài hước và những có lý do mà từ nó trên trời rơi xuống chẳng hạn giống như kiểu bởi vì là các bạn ấy thì khoa tạo điều kiện cho mọi người đều là sinh viên vào làm thôi thì có những uh, bạn phục vụ mà uh, nhiều khi là bị dối quá khách đông quá thì khoa có nói là trước khi vào khách vào thì hãy nói khách một câu là chúc khách ăn ngon thì không biết làm sao buồn ngủ hay sao lại vào chúc thành chúc khách ngủ ngon xong là khách ra nói và đấy nhân viên nói chúc khách ngủ ngon lúc đấy mình không biết làm nào được rồi có những bạn thì sinh viên nhưng mà thì có một bạn là làm lớp trưởng trong lớp trong cái sinh viên thì là quen quen rồi sao đó cho nên là những lúc mà khách ồn ào ấy thì nói luôn à, đề nghị khách trật tự mà thật sự là lúc đó mình cũng không biết mình nói làm sao bởi vì bạn ấy quen là, là nhắc lớp trật tự rồi bây giờ nhắc khách trật tự luôn và có những bạn thì nói là à, có những bạn nói là anh ơi bữa nay em bệnh quá em xin nghỉ một ngày thì mình thấy bệnh thì làm sao mà mình 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 uh, có thể mà không cho nghỉ được nhưng mà ok em nghỉ đi và anh sẽ nhờ người phụ thì một lúc sau buổi chiều thấy bạn ấy đang check in ôm người yêu trên đà lạt thì thật sự là uh, cái đó thì cứ nói ví dụ nói với khoa thì khoa sẽ đọc được tạo điều kiện cho rất là ưu tư nhiều khi còn uh, bày những cái chỗ đà lạt ok để đi chơi á nhưng mà khoa nói vậy thôi bởi vì là mình uh, À, mỗi người có một cái hoàn cảnh một cái công việc mà thì uh, mọi người có thể là nghỉ việc thì ok thì vì à, cái bài đăng dễ thương lắm mọi người mọi người lên chợ tốt sẽ thấy cái bài đăng trên chợ tốt này của khoa nha thật sự mọi người lướt tất cả các quán tất cả những thông tin tuyển dụng khoa đảm bảo rằng không có một cái bài đăng nào mà nó tâm huyết nó cuốn hút nó lôi cuốn và nó nóng bỏng như cái bài đăng này phải nghĩ gần một tiếng đồng hồ mới 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 viết được ra cái bài đăng này mà giờ chưa thấy ai gọi nữa đó mọi người lên chợ tốt thì sẽ thấy cái bài đăng tuyển dụng của khoa nha giúp ai mà khó khăn trong công việc hoặc có người nhà người giúp đó sau đây khoa sẽ đọc cho mọi người cái bài đăng mà khoa đăng trên chợ tốt trời ơi nghe anh nói chuyện trời ơi cảm ơn lê nghĩa nha dễ thương và vui quá em ơi em có người nhà có bạn bè gì đó đang thiếu công việc mà uh, có có thích uh, qua quán anh làm thì có thể liên hệ trên chợ tốt nha uh, sau đây sẽ là một bài đăng vô cùng cuốn hút nãy uh, uh, vừa vừa bưng bê vừa nghĩ để viết cái này mà nãy giờ chưa dây gọi đó tuyển phục vụ quán bún đậu mạc văn khoa quán ở khoa đó Lương là từ 3 đến 5 triệu như mọi người tùy uh, tùy từng cái uh, thái độ phục vụ, tùy từng cái uh, phong cách của mọi người làm thì lương có thể là có thể là nó 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 sẽ di chuyển hơn lên hoặc là không xuống đâu, chỉ từ 3 đến 5 triệu. Đó, tuyển nhân viên quán bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa 253 Phan Huy X, Gò Vấp. Đó là địa chỉ quán khoa. Cái này mới hấp dẫn này. Không ngại tương tác thân thiết với mọi người kể cả người nổi tiếng bởi vì đúng vậy có thể là người bình thường vào những ai mà thích ăn bún đậu hoặc là lâu lâu thì có những anh chị nghệ sĩ nổi tiếng tới để mọi người có thể thoải mái thân thiết tương tác với các anh chị đó cái thứ hai hoàn thành trách nhiệm trong phạm vi từ bếp ra tới bàn khách ý là sao ý là khi mọi người làm đó thì mọi người sẽ hoàn thành trách nhiệm từ khu bếp ra tới bàn À, tại vì mình phục vụ mà bưng bê cũng như là tất tất cả mọi thứ đó rồi cái tiếp theo luôn chân thành à, hỗ trợ khách hàng kể cả khi khách vào quán bún đậu nhưng đòi order bún thái <laughs> đó mọi người luôn chân thành và nở một nụ cười giống như khoa đang nở nụ cười nhá bởi vì là nhiều người có thể là không để ý quán, được chẳng hạn ví dụ như vào order bún thái thì mọi người cũng không nên là tức giận hoặc không nên nói cái này kia vất nhẹ nhàng Anh ơi, đây bán bún đậu, anh ạ, à, bún thái ở kế bên hay là cái gì đó nha ưu à, tiên những ai sở hữu vẻ ngoài ít lấn át chủ quán Cái này là một trong những cái uh, uh, đặc điểm mà rất là quan trọng Ai có ngoại hình lấn át chủ quán quá là Khoa không có ưu tiên đâu nha Không được đẹp hơn chủ quán Không được trắng hơn chủ quán Không được cao to hơn chủ quán Đó Và cái này thì chắc dễ mà Cái này chắc ai cũng có quá <laughs> Rồi cái tiếp theo Lương cao nhất nhì Sài Gòn Lương năm sau chắc chắn sẽ cao hơn năm nay Cái này Khoa đảm bảo nha Lương năm nay sẽ thấp hơn lương sang năm cho nên mọi người cứ yên tâm nha à, được làm việc với chủ quán thân thiện hiền lành tốt tính nhất nhì thị trường bún đậu hiện nay à, cái đặc điểm này thì nó hơi gọi là à, cái gì ta nó hơi à, ưu tiên chủ quán quá nhưng mà thật sự là mình không phải mình tự khen mình nhưng mà mình phải cái này là tự nói ra để cho, cho có một cái sự cuốn hút tới cho mọi người nha à, thường xuyên được gặp miễn phí người nổi tiếng trên TV bởi vì là quán khoa ngay kế bên một cái phim trường rất hay quay game tất cả những game khoa quay truyền hình thì đầu đầu đều đều quay ở quán khoa đó cũng là một cái lý do mà khoa mở quán cho nên là à, lâu lâu thì có anh chị nổi tiếng tới thì khoa hay mời qua qua ủng hộ thì mọi người có thể gặp thoải mái nha hoặc là có thể order luôn ví dụ như là thích anh chị này bữa nay khoa quay hay. Nào vì vậy mọi người nếu mà ai có cần công việc gì thì mọi người lên chợ tốt đó thì có thể là sẽ kiếm được công việc ưng ý cho mình nha. Nhất là những công việc về bán hàng, phục vụ, tài xế, bảo vệ và rất nhiều công việc khác. À, mỗi một bài đăng trên chợ tốt thì có sẽ có số điện thoại. À, Khánh Kevin lần trước em có ghé quán anh rồi. Ok, em có ghé quán anh ăn rồi thì em cũng uh, uh, hiểu một phần nào về quán anh rồi đúng không? Em có thể lên cái bài đăng của anh trên chợ tốt em... Uh, À, coi nếu em thích em làm em đọc những cái yêu cầu của anh em thích làm thì có thể gọi tới cái số điện thoại đó nha rồi có thể tới quán anh à, à, phỏng vấn một chút xíu chẳng hạn để thì à, những ai mà chưa có việc làm ấy thì có thể lên chợ tốt sẽ sớm tìm được việc làm lên cái bài đăng của khoa đó hoặc là lên những cái bài đăng khác để kiếm được một việc làm thật là phù hợp với mình nha Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người rất là nhiều nha.